Để tăng năng suất và thu nhập cho người lao động, công ty cổ phần Bảo Hưng trên địa bàn xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên chuyên về gia công hàng may mặc đã đầu tư nhiều máy trần và máy ép sim tự động. Một chi tiết may như trước phải qua nhiều công đoạn, mất thời gian và nhân lực thì nay chỉ cần một công đoạn là hoàn chỉnh nhiều chi tiết cùng lúc. Nhờ đó, năng suất tăng gấp nhiều lần trong khi nhân công giảm. Chúng tôi khẳng định là năm 2024 thì về thu nhập người lao động của chúng tôi sẽ cao hơn so với năm 2023. Và về các phần tiền thưởng của những ngày lễ thì chúng tôi cũng khẳng định là năm nay chúng tôi cũng sẽ có những phần thưởng là cao hơn so với người lao động so với năm 2023. Giữa bối cảnh sản xuất, tiêu thụ hàng trong nước và xuất khẩu của cộng đồng doanh nghiệp cả nước còn nhiều khó khăn, thì 4 tháng đầu năm, thu nhập hàng tháng của công nhân trong công ty vẫn đạt trên 11 triệu đồng, cao hơn so với năm trước, doanh thu tăng, chi phí nhân công giảm, giúp công ty chăm lo tốt hơn môi trường làm việc cho người lao động. Và làm tại công ty ấy, thì em được hưởng tất cả các quyền lợi và chính sách do nhà nước đề ra. Và bọn em được làm trong một môi trường rất là thân thiện. Tất cả các chế độ quyền lợi bọn em được hưởng hầu như là làm còn trên cả luật, rất là tuyệt vời. Tại vì em rất là vui em được làm tại việc tại công ty cổ phần Bảo Hưng. 4 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã ký đủ đơn hàng sản xuất, chủ yếu là quần áo jacket cho 900 công nhân đến hết năm. Trong năm nay, công ty phấn đấu mở rộng thêm chuyển may mới, nâng quy mô lên 1.200 lao động.